Xin chào tất cả quý vị. Cách đây vài tháng thì thương hiệu subwoofer nổi tiếng của Anh Quốc đó chính là Real Acoustic vừa mới giới thiệu thêm một sản phẩm hoàn toàn mới và thuộc một line sản phẩm cũng hoàn toàn mới, và sản phẩm đó đã có mặt tại Thiên Hà Audio ngay vào ngày hôm nay. Đó chính là sản phẩm Real Classic 98. Với những quý vị đang quen mắt với những sản phẩm Real thời hiện đại bây giờ thì quý vị sẽ thấy sản phẩm này là một sản phẩm nó hoàn toàn khác biệt. Nhưng đối với những quý vị đã quen với những sản phẩm của Real vào thập niên 90 của thế kỷ trước thì quý vị sẽ thấy đây là một chiếc subwoofer nó có rất nhiều điểm chung và nó có hình dáng gần như giống hệt các cái line sản phẩm vào quãng thập niên 90 vậy. Và bây giờ Hải Sơn sẽ kể cho quý vị cái câu chuyện để làm ra cái chiếc subwoofer này theo lời của ông John Hunter, là người đứng đầu của bộ phận thiết kế và phát triển sản phẩm của Real. Thì trong quá trình tìm hiểu về sản phẩm thì Sơn thấy ông ấy đã làm video để giới thiệu về chiếc subwoofer này. Và câu chuyện rất là thú vị, đó là khi ông tìm kiếm những bản nhạc của thập niên 80 và 90 và ông cũng tìm mua được một đôi loa Anh Quốc. Ông chia sẻ cái cảm giác thú vị khi mà sau này thì chúng ta mới có thể mua được những cái đôi loa mà hồi xưa mà chúng ta rất là thích và mua lại những đôi loa thời xưa nhưng với cái phẩm chất âm thanh nó vẫn còn rất tốt và cái hình dáng của nó thì đẹp, gọi là gần như mới. Đó là một cảm giác rất thú vị, và sau đó nghe lại những bản nhạc của cái thập niên đó trên những cái đôi loa rất hay vào thời điểm đó. Và lúc đó ông ấy muốn bổ sung thêm tiếng trầm cho hệ thống của mình, nhưng mà đó phải là cái tiếng trầm của cái thập niên 90, tức là nó phải gợi nhớ lại cho chúng ta cái tiếng trầm, cái âm thanh, cái chất âm của cái thời điểm thập niên 80, 90. Và ngoài ra còn là cái hình dáng của cái chiếc subwoofer nữa. Vậy nên ông đã quyết định phát triển một sản phẩm rất là bất ngờ khi ông cho ra mắt một cái sản phẩm nó hoàn toàn cổ điển như vậy, đó chính là Real Classic 98. Sản phẩm này nó được thiết kế rất là vuông vức, vuông thành sắc cạnh, và cái điểm mà đẹp mắt nhất khi mà đập vào mắt chúng ta đó chính là cái vân gỗ. Đây tất cả được làm bằng gỗ chất lượng cao, và cái phần bên ngoài này được làm vernis gỗ thật, gỗ walnut. Trông nó rất là đẹp và nó rất cổ điển và nó sang trọng. Và mới nhìn vào chúng ta không biết rằng đây là một cái subwoofer. Và nó được thiết kế là dạng subwoofer thùng kín, tức là nó không hề có lỗ thoát hơi. Và nó chỉ có một củ loa trầm đánh úp đất có đường kính là 10 inch, tức là tương đương khoảng 250mm. Nó cũng không có màng rung cộng hưởng nào cả. Thì đây là một cái thiết kế rất là cổ điển. Và ông đã trăn trở băn khoăn để làm sao để có thể tạo ra được cái chất âm đúng theo phong cách thập niên 90. Thì nó lại là một cái khó. Bây giờ thì subwoofer Real họ có rất nhiều các model có chất lượng âm thanh rất cao và hay, cho cái âm trầm này lực này, mạnh này, nhanh này, sâu này, chi tiết này và vô cùng sống động. Nhưng mà cái chính là làm sao để tạo ra được cái chất âm mà nó ấm áp, nó đậm đà, nó giàu nhạc tính giống như thập niên 90 thì nó mới khó. Cho nên ông đã quyết định phát triển ra một cái màng loa hoàn toàn mới mà chưa xuất hiện trên bất cứ cái loa subwoofer của Real nào hiện tại. Đó chính là một cái màng loa mà như quý vị đang thấy trên hình, nó có đường kính 10 inch và nó làm bằng giấy. Họ đã sử dụng cái chất liệu là giấy để làm nên cái vật liệu màng loa này. Còn gân viền là gân viền cao su. Trong đó cái phần giấy thì họ đã chia ra hai cái loại phần giấy khác nhau. Trong đó 2/3 cái đường viền này, cái phần này là giấy được ép nóng và nhẹ. Và còn phần giữa này là một cái loại giấy cứng và có chất lượng rất cao. Tất cả hai cái loại giấy này nó được dán vào nhau để nó tạo thành một cái màng loa mà vừa có được một cái độ nhẹ để giúp cho nó dễ dàng chuyển động, nhưng nó lại vừa có độ cứng chắc để nó có thể đảm bảo được độ bền bỉ cũng như là cái sức mạnh trình diễn khi chúng ta bật lớn. Và chúng ta sẽ có được cái panel điều khiển ở phía đằng sau. Phải tiếp tục dành một lời khen dành cho chất lượng gia công hoàn thiện của Real dành cho chiếc Classic 98. Vân gỗ thì rất là đẹp, chất lượng gỗ thì chắc nịch và cái độ hoàn thiện thì cực kỳ chỉn chu và rất là sắc nét. Cái panel điều khiển ở phía đằng sau này thì chúng ta sẽ thấy đây là những cái nét quen thuộc so với những cái subwoofer hiện tại của Real. Và chúng ta sẽ nói về mức công suất của chiếc subwoofer này. Subwoofer này có mức công suất đạt 300W, chạy mạch Glass D và nó cho tiếng trầm xuống rất là sâu, đạt mức là 27Hz ở mức -6dB. Và chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển. Đây là chỗ cắm nguồn này, công tắc tắt bật này, standby này. Và chúng ta sẽ dùng một cái dây chuyên dụng đầu cắm như Neutrik này và sẽ đấu vào đằng sau của cái chiếc âm ly để nó lấy cái đường tín hiệu xuất ra loa, đồng thời vừa xuất ra cái đôi loa chính của chúng ta mà vừa đồng thời nó xuất ra cả chiếc subwoofer. Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái chất âm, cái một phần cái chất âm thanh
của cái chiếc âm ly nó đẩy ra cho cái cục loa trầm. Nhờ đó mà chất âm của cả hệ thống ấy, nó sẽ được kết hợp gắn kết một cách hoàn hảo hơn. Thì đây là điểm khác biệt và cũng là cái đường kết nối mà theo Hải Sơn đánh giá là một trong đường kết nối tốt nhất hiện nay để kết nối subwoofer. Rồi, và chúng ta sẽ có được một số đường cắm khác. Ví dụ như quý vị xem phim thì sẽ dùng những cái đường cắm như là LFE này, hoặc là chúng ta cũng có thể dùng cái jack RCA thông thường. Và chúng ta sẽ có được hai cái núm quan trọng, đó là núm chỉnh về cái volume này và chỉnh crossover. Chỉnh crossover này thì chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm 30Hz là mức thấp nhất và mức cao nhất là 120Hz. Tức là tần số xuống thấp nhất thì là 27Hz rồi, nhưng mà chúng ta sẽ căn cứ theo cái điều kiện phòng này, và quan trọng nhất là căn cứ theo cái tần số xuống thấp nhất của đôi loa chúng ta trong căn phòng đó để mà set cái tần số cắt. Ví dụ như hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một đôi loa Harbert Super HL5. Nó có cái tần số trầm xuống được tới là 40Hz ở mức -3dB. Và trong cái căn phòng của Thiên Hà Audio này nó cũng khá là rộng. Vì vậy mà Sơn sẽ set ở một mức nó tương đương khoảng 45,75Hz. Và Hải Sơn cảm thấy set như thế rất là phù hợp. Nó sẽ cho được cái tiếng trầm khoảng 40, nó lực hơn và nó đậm, và nó không bị thiếu cái phần giải trầm nào ở phần sâu cả. Và sau đó chúng ta sẽ để cái volume. Thì chúng ta sẽ bắt đầu ở volume khoảng 12 giờ, sau đó sẽ nghe xem là ít hay là nhiều, hay là chúng ta cần gia giảm như thế nào. Và sau đó, sau khi set ở mức volume tương đối là ổn rồi, thì quý vị sẽ tiếp tục sang cái đảo pha. Đầu tiên thì chúng ta cứ để là 0 đi. Đấy. Sau đó chúng ta nghe. Chúng ta có thể chạy ra chỗ ngồi chúng ta nghe, hoặc chúng ta nghe tại cái vị trí mà chúng ta đang đứng cạnh cái subwoofer. Và sau đó thì chúng ta gạt sang 180. Nếu mà gạt sang 180 mà nghe thấy tiếng trầm kêu lớn hơn, lực hơn, thì chúng ta hãy để là 180, vì như thế là nó đồng pha hơn, cho nên tiếng trầm của cả hệ thống nó sẽ lớn hơn. Và sau khi gạt sang 180 thấy đồng pha hơn, thì Sơn lùi cái mức volume lại một chút xíu. Thì lúc này thì Hải Sơn cảm thấy âm thanh ở vị trí ngồi nghe nó rất là tuyệt vời. Thật sự là không nhận ra được là cái tiếng sub nó được phát ra cụ thể từ đâu, mà cảm thấy nó được ăn khớp từ cảm hệ thống được đẩy ra. Và chiếc loa subwoofer này thì theo như lời của ông John Hunter nói thì nó đã hay hơn rất là nhiều so với những cái subwoofer của Reel vào thời điểm vào quãng những năm 98, bởi họ đã có được cho mình cái âm ly Class D chất lượng cao, mạch công suất chất lượng rất là tốt và cái công nghệ chế tạo thời điểm hiện tại. Nhưng mà nó lại vẫn mang những cái nét âm thanh theo kiểu cổ điển, cho nên có một cái cảm giác gì đấy rất là hay khi nghe chất âm của chiếc subwoofer này. Nó thật sự xuống sâu, rất là ấm, nó đậm đà và nó cảm giác lấp đầy căn phòng. Tất nhiên nó sẽ không có mạnh mẽ, nhanh hay là chi tiết bằng những cái dòng như là T9X hay là những cái dòng S. Thì chính ông John Hunter cũng nói như vậy. Nhưng mà nó lại mang tới một cái chất riêng và một cái độ ấm áp. Và thực sự là âm thanh của chiếc sub này nó đã rất là hay rồi. Còn về giá thì hãng định vị Classic 98 về mức giá thì nó thấp hơn một chút xíu so với T9X và nó cao hơn so với T7X. Và Hải Sơn nghĩ rằng âm thanh của nó thì sẽ tương đương với T9X, nhưng mà nó khác về cái cách thể hiện âm thanh. Cho nên đây là một cái lựa chọn rất là thú vị khi quý vị sử dụng để phối ghép với những cái đôi loa cổ hoặc là những cái đôi loa monitor studio theo một cái phong cách retro cổ điển. Và nhất là hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một cấu hình phối ghép gồm có loa Harbert. Bộ dàn để nghe thử gồm có loa Harbert Super HL5XD, một đôi loa rất là hay. Và chúng ta sẽ ghép với một chiếc âm ly đèn đến từ Mỹ, thương hiệu là Rose Audio Kronos. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe âm thanh từ bộ dàn này. This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one insane. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time when she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, I know. Nhà làng bên kia sông có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học, hai đứa sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang có bên sông ngập nắng, có cây đa rừng che mát vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang sống đợi yên, dặn tràn qua sông khói lửa mù khơi. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi mỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Khi ghép thêm chiếc loa Surfer Real Classic 98 này vào thì phần trình diễn âm trầm được nâng lên một tầm cao mới. Những cái giải âm trầm còn thiếu mà không nghe ra được ở đôi loa chính này thì đã phát huy tác dụng rất là tốt trên chiếc Surfer Real Classic 98. Âm trầm của Real Classic 98 ấy, nó rất là đậm đà, nó sâu, nó êm và nó rất là mềm mại, và nó đúng là cái tiếng trầm để nghe nhạc chứ không phải là tiếng trầm để xem phim. Và nó không tạo cho mình cái cảm giác nghe nhạc mà nó bị mệt và có thể nghe nhạc thưởng thức hàng giờ liền, và cảm thấy cả cái màn trình diễn này nó đầy đủ hơn rất nhiều. Xin mời quý vị tới Thiên Hảo Audio số 5 ngõ 198 phố Thái Hà để có thể thưởng thức âm thanh của chiếc Surfer Real Classic 98 này. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.